Sáng nay ngày 6 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận 8 có văn bản khẩn về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. Ủy ban Nhân dân quận 8 đánh giá, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận 8 ngày càng phức tạp. Tại chợ đầu mối Bình Điền đã xuất hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và lan rộng đến một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân quận 8 yêu cầu Ban Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ Bình Điền để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tạm dừng từ 8 giờ ngày 6 tháng 7 cho đến khi có đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ Bình Điền chậm nhất là 20 giờ cùng ngày. Ủy ban Nhân dân quận 8 yêu cầu Ban Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền thông tin cho các thương nhân biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho những khách hàng mà không thực hiện trực tiếp tại chợ Bình Điền, đảm bảo hàng hóa lưu thông, thông suốt, đến tay người tiêu dùng. Ủy ban Nhân dân quận 8 cũng yêu cầu phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chợ.